Xin chào các bạn, và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn, tức là các em học sinh nhé, trong lớp mình làm một cái, chúng ta sắp sửa có những cái bài báo hoặc là có những cái trang web, và khi mà có những trang web thì chúng ta cần đưa vào các cái trích dẫn các bài báo chẳng hạn, thì chúng ta làm thế nào một cái trang tin tức. Tóm lại hướng dẫn các em làm một cái trang tin tức. Ví dụ đây là một cái văn bản Bootstrap có hai cột, thì một cột là linking và một cột là các em muốn đưa vào một cái bài báo nào đó thì các em sẽ làm như thế nào. Và hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn cái bài như vậy. Đây là một cái đường dẫn dẫn đến cái trang web. Trang web tên là gì? VN Express chẳng hạn, hai học sinh diễn xuất khiến Trấn Thành khóc cười chẳng hạn. Đây ví dụ như vậy. Thì các bạn sẽ làm như thế nào để đưa cái bài báo đấy vào trong cái trang web của mình nhé. Và chúng ta sẽ làm từ đâu? Ok. Đây này thì đầu tiên thì tôi sẽ xóa sạch xanh xanh cái trang này đi. Cộng tôn A và tôi làm lại nhé. Thì đây là chúng ta có trang PHP như vậy, và chúng ta sẽ PHP tab, sau đó thì chúng ta sẽ làm một cái HTML5 cùng CSS3 HTML5, và chúng ta sẽ xóa những cái thứ này đi đúng không, và cộng tuần ship k. Chúng ta sẽ đưa vào đây một cái container, tất nhiên những cái công việc này thì chúng ta làm quá thường xuyên là cộng tuần ship k. Đưa vào đây cộng tuần bps3 container, thì cái này thầy sẽ làm rất nhiều, và đưa vào một cái row chấm row này, chấm row, và đưa vào hai colon của cộng tuần ship bps3 colon và cộng tuần ship bps3 colon, và chúng ta sẽ chia thành hai colon 6 cộng tuần tí. Chúng ta sẽ chụp 6 vào đây, cộng tuần S. Mà một cái này thì ta lo RAM. Lo RAM. Và dưới này chúng ta sẽ muốn cái cột bên này thì chúng ta sẽ muốn đưa cái bài báo vào nhé. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ lưu lại và chúng ta sẽ xem cái trang của mình nó như thế nào. Và bài báo bên này thì không hề có đúng không? Thì muốn bài báo thì ta phải có cái nội dung của nó ở trong PHP. Thì chúng ta sẽ PHP ở đây và chúng ta sẽ dùng một cái thư viện nhé. Chúng ta sẽ dùng một cái thư viện PHP, thư viện nó gọi là simple PHP HTML DOM, và chúng ta sẽ download đây này. Các bạn sẽ download của nó nhé, Quick Start này. Và download ở đâu? Download nó thì các bạn sẽ tra nhé. Simple HTML đâu Manuel, vẫn là cái này, download đâu, Quick Start. Tôi bị cái trình duyệt nó bị lỗi, nó bị virus, nó cứ vào những cái thứ như này nhé, nhưng mà thôi đành phải chịu nó. Tôi sẽ tra lại cái từ này nhé, download simple, và chúng ta gạch ngang download đi. Download. Và chúng ta sẽ thấy ở cái này. Và chúng ta sẽ đi vào đây nhé. Chỗ này thì mình sẽ download này. Và các bạn sẽ cái gì đây? Và chúng ta sẽ ấn vào cái này, đúng không? Nó cứ lằng nhằng lên rất nhiều thứ, đúng không? Và chúng ta download, nó sẽ chạy. Đây và download đây đúng không, thì các bạn sẽ ấn vào đây, save vào hoặc là open, save đi, và các bạn sẽ mở cái này ra nhé, và mình extract to này, tôi extract to vào cái local disk Samba rồi 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 gì nhỉ, htdoc đúng không, rồi t1 rồi với t3h, rồi trong cái project. Rồi rất nhiều project ở trong này. Tuy mới dậy một thời gian nhưng mà rất là nhiều cái project. Và tôi sẽ ném vào cái gì? News. News là tức là những làm cái tin tức đấy nhé. Và ấn ok đây nhé. Thì nói chung là nó đã, tôi đã làm rồi, và cancel đi thôi. No, no to cancel. No, no, no. Cancel hết được không? Đúng không? Tức là tôi đã ném vào rồi. Và bây giờ tôi bật ra này. Thì các bạn thấy sau khi mình ấn xong này,
chương trình của mình là cái simple HTML loadome nó sẽ nằm vào ngay đây, ở trong này nó có bao nhiêu cái test case example manual app vân vân thì nó chỉ hướng dẫn thôi. Tôi thực ra tôi chỉ cần mỗi cái simple HTML loadome, các bạn có thể xóa toàn bộ những thứ này cũng không làm sao hết và chúng ta vẫn có thể làm được. Và cái file 1.php của mình ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ dùng require đúng không? Và copy cái tên file này, nhé, copy name. Và chúng ta sẽ ấn vào đây. Như vậy là chúng ta đã có simple HTML loadome. Và bây giờ chúng ta sẽ xem manual nó nói cái gì. Quick start này. Thì quick start thì bạn sẽ đây này, cái HTML nhé, basic này. Đây này, các bạn sẽ nhìn thấy nhé, HTML này thì bằng đô la cái gì đây, HTML đây. Bạn nhìn thấy không? Copy. Và chúng ta ấn vào đây và chúng ta cái công tuần V, và thay vì cái địa chỉ này thì bạn lấy cái địa chỉ bài báo của mình nhé, tức là cái VN Express này, copy đúng chưa, và bạn sẽ lấy ném nó vào đây là địa chỉ cái bài báo, là nó sẽ lấy được toàn bộ cái trang web đấy đúng không. Bây giờ các bạn sẽ dùng một công thức để lấy riêng cái phần mà các bạn quan tâm thôi, thì chúng ta lại tra cái này nhé, và object oriented extract, rồi bạn ấn vào chỗ extract content này thì bạn sẽ từng cái như thế này nhé, copy. Và tôi sẽ giải thích cho các bạn sau. Control V, return thì bằng HTML file, div id bằng full, nhưng mà chúng ta không có muốn cái id bằng full này, chúng ta muốn cái id này kìa nhé. Inspect element thì cái này đây block cái gì đây, không phải cái này, tôi sẽ lấy một chút nhé, các bạn sẽ lấy cái vừa đủ cái nội dung của nó thôi. Đây này, ID bằng left thì nó đã đây này, khi bạn ấn vào đây này, ID bằng left calculator thì nó vừa đủ cái nội dung mình cần nhé. Và các bạn có thể copy đúng không, và chuyển sang đây, các bạn không phải lấy cái ID bằng full mà là ID bằng công tuần s. Như vậy là gì, các bạn đã lấy được cái mình cần, và chúng ta lại tra tiếp thì các bạn sẽ phải lấy cái inner text này nhé, cái inner text này, và đây này thì các bạn sẽ phải lấy cái inner text copy nhé, được chưa. Và bạn sẽ phải làm như thế này, bạn sẽ phải để ở đây là red, cái đô la red này, thí dụ bạn muốn cho vào đây php 8 thì bạn sẽ echo cái đô la red, nhưng mà red không nhé, tại vì là có thể nó có nhiều cái div nó có cái tên cái id như vậy, và bạn trỏ tới thì công tuần phía là inner text nữa chấm phẩy công con cpe enter, và các bạn sẽ trỏ tới cái inner text. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cái title page này và refresh. Bạn các bạn đã thấy là Trấn Thành đã nhìn thấy ở đây rồi. Như vậy là các bạn đã biết cái cách mà là chúng ta lấy nội dung các bài báo vào bằng cái cách chúng ta sử dụng cái thư viện simple HTML đúng không, và rất là đẹp, rất là đẹp. Thành ra các bạn sẽ là trong những cái ngày tới chúng ta có thể sẽ làm những cái trang web về những cái đưa những cái bài báo vào, và đây gọi là những cái trang tin tức đấy đúng không, và chúng ta sử dụng cái thư viện này, được chưa. Ok, và tôi sẽ chấm dứt cái bài video về làm trang tin tức ở đây. Ok.